Chào bạn, hôm nay Đức Phương sẽ giới thiệu cho bạn một cái mẫu két sắt khóa cơ đổi mã. Đây là một mẫu két sắt cơ nhỡ được sử dụng nhiều cho gia đình và công ty. Két sắt có model là KW52DM. Két sắt được cấu tạo bởi một khóa chìa và một bộ khóa cơ có thể đổi mã khi mình muốn. Bên dưới là tay cầm để mở két. Một két sắt an toàn, chống cháy, bảo mật và dễ sử dụng, có thể đổi mã. Bên trong của két sắt thì được chia làm hai ngăn, có một ngăn kéo có khóa riêng và ở bên dưới là có một khoang rộng có thể để giấy tờ được. Đó. Một két sắt mà được cấu tạo là cái hèm là có 3 chốt khóa, ở bên trong có 3 chốt khóa để chống trộm, cậy phá và cánh két thì rất là dày. Một két sắt an toàn, dễ sử dụng và bền và ổn định. Được sử dụng nhiều cho gia đình và công ty.